Thông tin liên quan đến giáo dục đáng quan tâm là trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ vừa có thông báo sẽ giảm 70% học phí của hai ngành đào tạo thuộc danh mục ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp cao đẳng theo thông tư số 05 ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo đó, học sinh sinh viên học hai ngành gồm hướng dẫn du lịch trình độ cao đẳng và trung cấp và kỹ thuật chế biến món ăn trình độ trung cấp sẽ được trường cao đẳng du lịch Cần Thơ giảm 70% học phí. Bước giảm này sẽ được áp dụng cho sinh viên cao đẳng từ khóa 10 và trung cấp từ khóa 16 trở về sau. Cụ thể, khi làm thủ tục nhập học, học sinh sinh viên đóng đầy đủ học phí như thông báo của nhà trường. Sang học phí kỳ thứ hai khi có danh sách lớp học theo ngành chính thức, nhà trường sẽ hoàn trả chi phí 70% học phí cho các em theo quy định. Các em thuộc các khóa tuyển sinh trước ngày 30 tháng 7 năm 2023 không thuộc đối tượng được giảm học phí này.